Trên tay mình đây là một ly kem, kem ăn liền này cả nhà. Bên ngoài nó có một lớp vỏ kem, bên trong nó có đậu phộng và sô cô la. Ngọt giòn, khá là ngon đó nha. Đây là một cái món ăn vặt. Này là kẹo nha cả nhà. Mình thấy này là có hình trứng này, trứng này. Này là khoai tây chiên, trứng rán. Cái này là một khay trứng, khoai tây chiên. Kẹo này nó khá là thơm, thơm và ngon lắm nha. Đố mọi người biết đây là món gì nha. Hai con tôm hùm. Cái kẹo sáp này nó khá là ngon luôn đó nha. Khi mình ăn á, mình nhai xong là mình bỏ cái sáp này đi nha. Phía bên trong thì nó có cái nhân nước tan chảy, khá là thơm và ngon luôn.